Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo hướng dẫn và tìm hiểu thí điểm triển khai sáng kiến tổ công nghệ số cộng đồng ngay trong năm 2022. Mô hình tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân ở gần dân, sát dân. Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hoạt động hỗ trợ đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng ngõ ngách gắn với cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Đây cũng là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh huyện đến xã phường thị trấn, tổ đội. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các tỉnh thành phố giao chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Trong đó, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời huy động sự tham gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại địa bàn trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.